Hướng dẫn nhận thuốc tại nhà, quy trình được thực hiện như sau. Bước 1, kết nối hotline 0944225115. Bước 2, cung cấp thông tin bệnh lý đã được theo dõi tại nhà, bao gồm đường huyết, huyết áp và tình trạng sức khỏe hiện tại. Bước 3, bác sĩ điều trị sẽ tư vấn và kê toa dựa trên thông tin bệnh nhân cung cấp. Trung tâm sẽ liên hệ lại trong vòng tối đa 1 tiếng, vì vậy quý thân chủ vui lòng giữ liên lạc. Bước 4, xác nhận thông tin toa thuốc và cung cấp địa chỉ nhận thuốc. Bước 5, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, tên tài khoản công ty cổ phần y khoa bác sĩ gia đình, số tài khoản 565100018727, ngân hàng BIDV chi nhánh sông Hàn. Thời gian nhận thuốc dự kiến khoảng 2 đến 3 ngày tùy theo địa chỉ. Sau thời gian này, quý thân chủ chưa nhận được thuốc, vui lòng gọi lại trung tâm để được hỗ trợ. Lưu ý, chỉ sử dụng cho bệnh nhân thăm khám định kỳ hàng tháng và đang sử dụng thuốc điều đặn theo đơn của bác sĩ.